Mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời ơi, to thì hát to nó to. Anh thì... để em chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám, anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Đây là chương trình của nghệ thuật cách đặt. Ủa sao nãy em nhớ anh với em là cùng đáp án với nhau mà sao giờ khác nhau vậy? Người ta cũng đang siêu diễn thôi. Đó. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi trong vòng một giây mà thôi. Hay đó. Kệ hay anh. Lắm. Hay lắm. Chúng ta có hai đầu chiến tuyến. Người ta đã lý sự cuồng, còn em là lý sự lý luận. Người ta yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là Nhã Phương không có cửa. Chuyện kể rằng ngày xưa có hai anh em sanh đôi, nhưng vì một lý do nào đó hai anh em phải tách biệt, người phương trời kẻ góc bể. Nhưng một ngày nào đó Facebook đã mang chúng tôi về với nhau. Thưa quý vị, người em sinh đôi của Trấn Thành chính là Tóc Tiên. Ai nói sao thầy? Tại sao có cái sự tích sinh đôi? Không, thực ra cái sự tích sinh đôi mà cái người phát hiện ra đầu tiên đó là chú Chí Tài. Một lần xem em diễn này bảo trời Tiên ơi sao con giống Trấn Thành lúc giả gái dễ sợ luôn. Trời ơi, không biết cái đó là lời khen hay là lời chê. Và mọi người bảo là rất là giống, mặc dù là em cũng không thấy giống lắm. Tôi thấy không hề giống. Một con quỷ hơn là giống một ma cà rồng được. Không hề giống. Tóc Tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời ơi, to thì hát to nó to. Anh nó chứ... để em chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám, anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Cô ấy đầu thắt bính như Tóc Tiên. Làm gì có y tá nào. Đúng rồi. Sáng sớm, năm sáng dậy, mỗi mắt còn chết, đi làm không kịp. Trời ơi, ngồi đi thắt bính nửa tiếng hồ. Mà thắt gì? Thắt hình con tôm. Cô ta đến đây từ lúc 10 giờ sáng. Khi tất cả mọi việc mình hành động là do hai bán cầu trái và phải nó quy định. Nhận thông tin mình nhìn bằng mắt, sau đó truyền bằng những dây thần kinh, hàng ngàn dây thần kinh bên bán cầu não trái và bán cầu não phải. Từ đó nó mới quy định tới hành động. Thì cái cậu này khi cậu tiếp nhận là em ơi máy camera này em diễn đi, là cậu bắt đầu có tiếp nhận xong quy định hành động của là hát và đánh nhịp, mà đánh nhịp rất là vô, rất là thoải mái, cho nên tôi quy định là ông này hát được. Ủa đâu phải ai đánh nhịp hay là cũng hát hay được đâu anh, có nhiều người. Nhưng tôi nói ông này thôi, tôi không nói người khác, tôi nói ông này. Lúc bạn ấy hát thì diễn tả cũng có vẻ là tự nhiên. Và cái dáng đứng này thực ra là đàn ông để mà đứng cái dáng mà điệu điệu mà xoay 45 độ như vậy là nó khó lắm anh hiểu không? Chính xác. Tức là không phải người thường không anh? Thành đứng được không Thành? Cái tướng này á mà đứng vậy là chuẩn bị hát đấy mà. Bắt chéo chừng về nữa. Nhân tướng học. Cái bạn số 3 này hồi nãy bạn ấy hát, bạn ấy đánh nhịp đồ làm thấy ghê lắm. Và thường những cái người mà thấy hát ghê. Á mà đánh nhịp như đánh trứng như vậy thì có nghĩa là người ta cố tình cho mọi người biết là mình hát hay. Em cũng cho là chữ hay. Dư đó nghe rất là nội lực. Cái chữ dư thì mình nội lực cái đó hả? Nội lực có Tóc Tiên không? Nhưng mà em thì không nghĩ vậy. Em tức là cái này là theo giống như là giác quan thứ 6 của em thấy là bạn này hát không hay. Giống, anh cũng nghĩ vậy. Có một cái. Ủa chứ không phải anh nghĩ là hát hay hả? Không, vậy là anh... chia lại đội hình nữa phải không? Không, anh nghĩ cái cô này á là có một sự đó một sự lừa đảo tinh tế trong đây. Một bài trữ tình quê hương rất là dễ thương ha. Và cái mặt của bạn ấy dường như cũng rất là phù hợp với cái dòng nhạc này. Tóc Tiên có nghĩ vậy không? Đúng rồi anh, từ cái cách hát, cái mái tóc, cái cách mà bạn giơ tay và quan trọng nhất là ánh mắt của bạn này, là không phải em không nghĩ là người thường mà không có đam mê nghệ thuật là có thể mà bắt chước giả được vậy đâu. Có thể bạn ấy sẽ là một diễn viên đó em. Thì tức là em không có nói là bạn đó có hát hay không, nhưng mà chắc chắn là bạn này phải rất là đam mê và theo dõi nghệ thuật. Tại vì á, khi hát bạn còn ở môi dưới còn rung như mấy người mà hay hát nhạc quê hương, người ta hay rung cái môi bông điên điển anh nghe kiểu vậy. Còn cái ánh mắt bạn diễn á, bạn sầu từ đầu cho tới cuối luôn. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Đúng rồi, tay đi đâu là mắt theo đó. Cậu này không phải dancer mà hát cũng không hay luôn. Đúng, em đồng ý là hát không hay. Nhìn cái miệng điệu lắm. Ôi, sao vậy? Tại sao mọi người lại nói như vậy? Em ơi, tại sao em nói điệu là hát không hay? Ủa, ý em nói anh Long Nhật đó hả? Trời ơi, anh Long Nhật anh có làm gì anh không đang nghĩa? Phải, ý anh nói anh giận cho anh Long Nhật. Bạn này hát cái miệng bạn trúng trúng, túm 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 túm
lại ở giữa không à. Tức là bạn lo bạn diễn thôi chứ bạn không có lo hát. Tại khi mà nếu mà thực sự là tại vì đây là vòng siêu diễn. Đúng. Ủa rồi, nếu mà siêu diễn thì phải diễn cho ra là ca sĩ. Tại là... sao các bạn lại nói thủ vậy? Hình tròn. Người ta đang đánh lừa mình đó tiếng. Đúng vậy. Đây là chương trình của nghệ thuật chắc đặt. Ủa sao nãy em nhớ anh với em là cùng đáp án với nhau mà sao giờ khác nhau vậy? Người ta cũng đang siêu diễn đó. Đó. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi trong vòng một giây mà thôi. Tóc Tiên ơi, em đừng có dựa ngửa ra như vậy nữa Tóc Tiên ơi. Tiên ơi, đề nghị ngồi thẳng lên, anh đang mệt. Đây, không phải là bãi biển Honolulu. Em mà cứ như vậy là Trường Giang mệt nữa nha. Trường Giang coi cái phần vừa rồi xong là đã muốn tuột máu rồi. Bây giờ anh nói muốn... cái gì đó, em không hiểu anh Trường Giang nói cái gì á. Bây giờ anh mới nhờ em. Trường Giang trên đời này không nói cái gì cho người ta hiểu hết. Xét về mặt hình thì là xuất sắc rồi. Nhảy đúng nhịp, nhảy đúng động tác là một chuyện, nhưng mà cái thần thái là bạn này có. Sexy, rất là sexy luôn. Và rõ ràng là bạn rất là tự tin trên sân khấu. Do là chiếm lĩnh sân khấu rất là tốt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nói lên là bạn này sẽ hát hay. Mà em đang có một cái giác quan rằng là có thể là bạn này giác hát. Quan em nãy giờ thấy toàn giống giác hơi không ạ? Ờ, nhưng mà nãy giờ giác quan em đúng không ạ nhà? Đúng rồi, đúng. Hồi nãy anh thua rồi còn gì. Anh biết người ta hát hay nên anh muốn nghe người ta trình diễn anh mới chọn. Rồi. Cái này rồi, gọi rồi. Là lý luận cùi đó anh. Cảm ơn Tóc Tiên. Cứ giữ cái suy nghĩ đó của mình lại nha. Chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Cùi thấy cùi. Trời ơi. Khoan khoan, em đang thắc mắc một chuyện là thường thường em nghe là lý luận cùi hay là cùi? Lý luận cùi là vậy luôn á. Cùi đúng không? Có những người cùi. người ta không rành về ngôn ngữ tiếng Việt. Thôi thông cảm với Tóc Tiên cũng rời Việt Nam mấy năm rồi. Đôi khi không hiểu. Người ta thấy Trường Giang rút lại vậy người ta tưởng cùi vậy. Thí sinh số 6 của chúng ta. Mọi người đang nghĩ rằng cậu này hát hay đúng không? Em nghĩ bạn này hát không hay. Sai. Hay đó. Kệ hay anh. Lắm. Hay lắm. Chúng ta cậu ở hai đầu chiến tuyến. Bởi vì khi một người hát không hay thì không bao giờ người ta có thể chọn những bài này để người ta siêu diễn. Bạn này đâu có chọn đâu, ban tổ chức chọn. Bạn này chọn. Bạn này chọn. Làm sao anh biết? Tôi là người của ban tổ chức. Ủa, vậy là không có công bằng rồi. Vậy nói lại câu nãy, lý sự cùi. Sao bữa nay em nói nhiều quá vậy Trường Giang? Lý luận cùi. Tôi là người của ban tổ chức và tôi biết cái bài này là bạn này tự chọn. Khi ban tổ chức yêu cầu em muốn nhép bài nào, nếu em vào vòng thứ hai, bạn này đưa bài này vô ban tổ chức nói, được thì cậu này cậu sẽ trình diễn những cái bài dạng như là năm anh em trên chiếc xe tăng hay là tiểu đoàn 307. Em hay quá, em nói cái như em là chồng của bà biên tập vậy đó. Trường Giang, em không thích đàn ông nói quá nhiều. Em thích kìa, chia tay. Chi mà phải lồng lộn lên. Chữ hai người phụ nữ đẹp của tôi mạt sát người ta không còn một cái gì. Chia tay một cô gái đẹp rồi miệt thị một cô gái quá đẹp. Ở đây có ba người phụ nữ mà. Nãy giờ chưa nói gì hết. Không, cho nên là không có nói. Bạn không nhắc tôi không nhớ là còn người phụ nữ thứ ba. Ai nói vậy Thành? Nhớ rồi. Thành đã nhớ rồi Trang ơi. Trang đẹp luôn. Trời ơi không lý. Cô này là cô mà từ đầu tới giờ là em có cảm giác mạnh nhất là hát hay luôn á. Đúng, cô này hát rất anh hay. Vinh, tại sao em thích anh là nữa vậy hả? Thích không? Hết. Qua đây rồi. Nhưng mà Quang Vinh sao? Không thích. Chi vậy hả? Cùng một đội mà hạ danh dự mình xuống đây làm gì? Một cái tát dư luận. Ok, không sao. Anh không thích em cũng được. Bởi vì em có chồng rồi mà. Trang. Ủa Trang, em gọi Vinh bằng anh lần đó hả? Anh. Tại vì lúc đầu mình thấy đẹp thì mình gọi anh. Mà khúc dưới làm sao? Rõ ràng quá là không thích mình rồi. Thì sao? Vinh à, em ngồi đó chơi, chị ngồi bên này, ok. Theo thuyết nhà mình, theo thuyết mà âm mưu loại. Loại số 7. Chúng tôi không cần biết bạn hát hay hay dở. Nhưng loại trước. Loại trước để phòng 50 triệu sẽ về đậu nhà người ta. Đúng. Những nghệ sĩ showbiz mà lại đi loại đi một mầm móng tài năng. Cái gì? À, em ơi. Tài năng mầm móng em. Ủa? Đó. Người ta sắp có cơ hội để phát triển thêm một bậc nữa thì chúng ta lại vùi dập họ xuống thêm 10 bậc nữa. Ủa? Loại bạn này đã đi thi cuộc thi khác, cuộc thi hát đàng hoàng chứ. Em lúc đầu là em cũng đang rất là ủng hộ bạn số 7, nhưng mà tại anh Quang Vinh. Đây. Tôi nói cho bạn nghe, tài năng không có lỗi, âm nhạc không có lỗi. Lỗi là do hận thù của tình yêu. Em gái số 7. Nếu lỗi là do Quang Vinh. Em chia tay chương trình sớm thì cứ tìm anh Quang Vinh nha. Dạ xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn ở đây. Em tên là Nguyễn Minh Trí. Công việc hiện tại của em. Minh Trí hả em? Cùng tên chồng chị Ốc đó. Giống họ giống tên luôn em. Nhưng mà người ta đẹp, chồng thấy gốm. Phải mà. Ai nói chồng có chứ gốm. Chồng có chẳng qua là dài người hơn ta thôi. Đó, người ta 1m8 là hú hồn rồi, ổng cao 1m85. Cải thiện được nó giống rồi còn gì.
Trời, hát dễ trời. Tiên ơi, các em không đâm hả Tiên ha? Nè, em nói cái nghe. Cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải không tôi? Không sao. Em bán dao Thái Lan cho bà chịu quá Tiên. Xin lỗi, Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à, khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì, em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều nhanh. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như không vậy có nghĩa là Nhã Phương không có cửa. Tôi nói rồi, Nhã Phương không thích điều này. Lát tôi sẽ đăng lên Facebook Trường Giang khẳng định lấy người cao cỡ Tóc Tiên, ngoài ra không lấy. Thôi, tiếp tục chương trình.